Vâng, bây giờ chúng ta qua cái chương 3 bài 12, cái bài điện trường. Thì cái cũng như các cái video trước thì cái bài 12 của cái chương 3 này đó thì thầy sẽ tập trung chọn lọc ra các cái bài toán về điện trường và cường độ điện trường để giúp cho các em có một cái nhìn nó sâu sắc hơn về cái tính chất của điện trường và cường độ điện trường. Thì bởi vì lý do đó cho nên thầy không có mất thời gian để mà nhắc lại cái phần giáo khoa làm gì. Các em có thể đọc ở các cái tài liệu về sách giáo khoa thì các em hiểu thôi. Bây giờ chúng ta nhanh chóng qua cái bài toán số 1, chương 3, bài 12. Nó có cái nội dung như thế này. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một cái điện tích Q đặt tại ô phát ra. Điện tích Q này nó là điện tích dương. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là EA bằng 36 volt trên mét. Thầy không viết cái chữ volt trên mét này nha. Và cường độ điện trường tại điểm B có cái độ lớn là EB bằng 9 V trên mét. Đã. Cái bài toán yêu cầu là câu A là xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB. Tức là nói một cách đơn giản là người ta bảo mình đi tìm cái EM, tức là cường độ điện trường tại điểm M, mà M nó là trung điểm của cái đoạn AB. Chỉ có thế thôi. Câu thứ hai, người ta nói là nếu như mà đặt tại cái vị trí M này nè, một cái điện tích điểm Q0 là bằng trừ 10. Nếu mà đặt tại M một cái điện tích Q0 có cái độ lớn là trừ 10 để thừa -2 coulomb. Hãy xác định phương chiều và cái độ lớn của lực điện trường tác dụng lên Q0. Xác định phương chiều độ lớn của lực điện trường tác dụng lên Q0. Rồi, cái đề bài của chúng ta nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Như vậy thì chúng ta nhanh chóng đi vào cái nội dung của cái câu hỏi thứ nhất, câu A. Câu A người ta yêu cầu mình tính cái cường độ điện trường tại cái điểm M thôi. Người ta cho là tại điểm A đó thì cái cường độ điện trường có cái độ lớn là 36 V trên mét, tại B là 9 V trên trên mét. Bây giờ đi tìm cái cường độ điện trường tại điểm M. Như vậy thì ta có là gì? Ta có là EA. Ta có là EA. EA thì có phải là bằng KQ chia cho OA bình phương không? Cái đây là môi trường, ở đây là trong không, cho nên cái hệ cái hằng số điện mẫu epsilon là bằng 1. KQ chia cho OA bình phương. Mà cái này là nó là bằng 36 volt trên mét nha. Rồi tại B thì nó là KQ chia cho OB bình phương. Theo đề cho ta thì cái này là bằng 9 V trên mét. Và như vậy thì cái cường độ điện trường tại M thì các em viết luôn luôn là EM đi. EM nó cũng là bằng KQ mà chia cho OM bình phương. Với ba cái đẳng thức này các em viết được là 1 2 3, các em đặt tên cho nó là 1 2 3 vậy đi. Bây giờ trước hết thì các em lấy 2 mà chia cho 1 đi. 2 mà chia cho 1 có nghĩa là EB chia cho EA. EA chia cho EB, 1 chia cho 2 đi. 1 chia cho 2. 1 chia cho 2 đi. Lấy 1 chia cho 2.
có nghĩa là EA chia cho EB. Mà EA chia cho AB á, là bằng gì? Là bằng KQ chia cho OA bình phương, chia cho KQ chia cho OB bình phương. Như vậy thì KQ, KB các em đơn giản đi, thì có OB nè các em đưa lên, OA này ở dưới. Đấy. Mà EA chia cho EB là bằng 36 chia cho 9 thì có phải là bằng 4 không? Đấy. Như vậy thì từ đây á, các em suy ra được là OB chia cho OA là bằng 2. Như vậy thì các em nhanh chóng suy ra được là OB gấp đôi OA. OB gấp đôi OA. Rồi, bây giờ các em lại lấy cái 3 này các em chia cho 1. Lấy 3 chia cho 1. Thì các em sẽ có gì? Các em sẽ có là EM chia cho EA. EM chia cho EA. Mà EM chia cho EA đó thì nó sẽ bằng OA bình phương chia cho OM bình phương. KQ đơn giản hết thì nó sẽ là bằng OM bình phương EM, EM thì OA nhé, EM thì OA chia cho OM bình phương, không? EM này chia cho EA thì sẽ là OA bình phương chia cho OM bình phương. Mà EM chia cho EA, như vậy thì ta có là gì? Ta có là EM chia cho OM bình phương. Như vậy thì ta có là OA chia cho OM. OA chia cho OM. Tất cả bình phương đi thì bằng gì? EM mà chia cho EA, như vậy thì nó là EM, thì các em để là EM. EA các em để là 36. Đấy. Bây giờ OM ở đây các em có được là OA đó thì bằng OB chia cho 2. Như vậy thì các em có được gì? OA này các em không để, các em để là OB chia cho 2. À, OA là bằng A. OA là bằng OB trừ cho AB. Ở đây là gì? EM chia cho EA, EM chia cho EA thành ra là bằng là OA bình phương chia cho OM bình phương. Để kiểm tra lại cái chỗ này một tí coi. Đúng rồi, bây giờ ta lại có cái OM, OM, EM là OM bình phương. Như vậy thì ta có là EM mà chia cho EA đó thì nó sẽ là OA bình phương chia cho OM bình phương. Mà OM là bằng gì? OM, bởi vì M nó là trung điểm của AB cho nên OM nó bằng OA cạnh OB chia cho 2. OA cạnh cho OB chia cho 2. Mà ta có là OB gấp đôi OA. Như vậy thì cái này là OA cạnh cho OB, mà OB là gấp đôi OA. Như vậy thì rõ ràng là 3 phần 2 OA. Như vậy thì chúng ta tiếp tục. OA chia cho OM. OA chia cho OM, mà OM mà bây giờ các em là thế là 3 phần 2 OA. 3 phần 2 OA rồi bình phương lên thì nó bằng AM chia cho 36. Các em đơn giản OA trên và dưới. Như vậy thì cái đây nó là 4 trên 9 bằng AM chia cho 36. Như vậy thì từ đây các em nhanh chóng suy ra được là EM là bằng bao nhiêu? 36 chia cho 9 là bằng 4. 9 chia cho 9 là bằng 1. Như vậy thì EM nó bằng 4 lần 4 là 16 V trên mét. Ta giải quyết được câu câu đầu tiên, tức là tính cái độ lớn
của điện trường tại cái điểm M. Như vậy thì EM ta tính ra nó là bằng 16V trên V/m. Bây giờ cái câu tiếp theo là người ta đặt cái tại cái điểm M cái điện tích Q0 bằng trừ 10 mũ trừ 2. Q0 này là bằng trừ 10 mũ trừ 2 coulomb. Thì người ta yêu cầu mình là xác định cái độ lớn, cái phương, cái chiều của cái lực điện mà tác dụng lên cái điện tích Q0 đặt tại M. Thì chúng ta thấy như thế này. Ở đây á, ở câu 1, ở câu A chúng ta vừa tính được là cái cường độ điện trường tại điểm M là EM. EM là bằng 16V/m. Bằng 16V/m. Như vậy thì cái có phải là cái điện tích Q này nó dương á, thì cái EM á nó đi hướng theo hướng hướng này. EA và EB nó đều theo cái hướng từ trái sang sang phải. Như vậy thì phải áp dụng công thức là B, tức là tính cái lực F này này, mà tính được lực F tác dụng lên cái điện tích Q0 đặt tại M đó. Thì như vậy thì là cái lực F đó nó có phương, nó có chiều giống như EA và EB. Giống như EA và EB. Không? Và nó có cái độ lớn là F này nè. Có phải là bằng QA không? FM là bằng QAM. FM đi. FM đi cho nó dễ. Rồi bây giờ cái độ lớn thì chúng ta chỉ viết như thế này thôi. Cái độ lớn là FM này nè. Xin lỗi. Cái điện tích Q0 đặt tại điểm M nó là cái điện tích âm. Do đó nó bị cái điện tích Q dương này hút về phía bên này. Hay nói cách khác cái điện tích này là cái điện tích âm. Thành thử ra cái cường độ điện trường là phía này. Thì như vậy thì cái lực F nó sẽ là ngược chiều với lại cái FM, nó ngược chiều với lại AM, M. Ở đây các em nên nhớ rằng cái Q0 này nè, do Q0 này âm, do đó FM và AM ngược chiều nhau, FM ngược chiều AM. Ở đây thì các em sửa sơ lại cái này, cái phương thôi, chứ còn cái chiều là không có giống đâu, nó phải ngược chiều. Cùng phương ngược chiều, cùng phương ngược chiều, FM cùng phương ngược chiều, AM vậy thôi. Và nó có cái độ lớn là gì? Nó có cái độ lớn là các em viết là FM này nè, nó bằng Q0 nhân với lại AM. Q0 nhân với lại AM. Mà Q0 ở đây á là cái này là cái MV là cái độ lớn, cho nên nó là 10 điện thừa trừ 2 thôi. 10 điện thừa trừ 2 thôi. Q0 này nó bằng trừ 10 mũ trừ 2 coulomb, thì các em viết là giá trị tuyệt đối của nó là 10 điện thừa trừ 2 thôi. AM là bằng 16. Như vậy thì các em biết rằng FM nó sẽ là 0,16 Newton. Cái lực điện trường tác dụng lên cái điện tích Q0 đặt tại M là có cái độ lớn là 0,16 Newton. Bài toán đầu tiên của cái chương 3 bài 12 kết thúc tại đây. Như vậy thì các em thấy rằng về cái cách giải và cái toán mà về điện trường này á, thì nó cũng không có nó không có khác xa lắm so với lại cái lực tĩnh điện. Chỉ có điều là cái lực tĩnh điện F á, thì nó bằng K Q1 Q2 chia cho R bình phương. Còn cái lực điện trường đây thì K Q chia cho R bình phương thôi. Đấy. Chúng ta tiếp tục sang cái bài thứ 2.